không lo gì trơn, không lo cái lo gì trơn, tức là nó đã có lo những cái không cần đáng lo vậy. Cái gì? Không có lo. À, không lo. À, không có no. Không có lo. À, không lo. Vậy lo gì? Không lo gì chứ. Không có, không lo cái gì? Dạ. Không lo cái gì là cái gì đó. Rồi, nhất em nói thì phụ nữ có những cái bệnh gì đáng ngại? Em chưa có nhưng mà kỳ lắm đó. Nó nói gì đâu kỳ? Không có kỳ đâu, nói đi. Bệnh gì? Rồi, bệnh tử cung. Lát nữa mình sẽ có những động tác đó. Cái gì? Ung thư ngực. À đúng, này, giỏi lắm. Còn một cái nữa, bạn này nữ là phần phụ nè, ung thư ngực. Còn một cái nữa, nó đúng rồi đó. Vậy là hơn nam nữa nha. Ông có mới có một cái áo không á? Còn cái gì nữa? Nữ còn cái gì nữa? Bệnh bệnh thế kỷ. Thế kỷ mà thế kỷ 19 đó, chồng nó đi 21 rồi HIV rồi. Dạ vô sinh. Vô sinh. Cứ vô là sinh, vô là sinh. Việt Nam mình khó hiểu quá. À, đúng rồi, hiện nay đó cũng là một vấn đề. Hiện nay tôi mới vừa, anh Văn mới điều trị một em, nó tên gì quá nè? Hoa hay gì đó, Hoa đó. À, khoảng ba mấy tuổi, vô sinh. Vô sinh là tại đi chưa sinh. Chứ thật sự có thể là sinh được. À, rồi. Còn có ai vô sinh nữa không? Không cố gắng, mình không có đập, không có làm vậy. Rồi giải thích, đi chính là giữa nè, cái đường là giữa nè. À, nó ngay như thế thì tất cả những cái nội tạng, tất cả kinh nó hai bên nó được cân xứng. Tức là nếu chúng ta chắp tay lại và chúng ta làm như vậy thì thần kinh chúng ta cân xứng. Có nhiều bạn trẻ rất là đẹp, tự nhiên cái chừng 20-30 năm sau gặp nhại thì cái mặt méo méo rồi. Vậy là chúng ta, hoặc là cái đầu nó mớp vô một chút, cái mặt nó hớp hớp vô một chút, lát nữa tôi sẽ kiểm tra các bạn một vài bạn. Như vậy là mình trong quá trình làm việc gì cũng không biết, làm công nhân, làm quản lý, làm giám đốc thì không biết, mà mình đã hủy hoại cái cơ thể của mình rồi. Vậy để làm gì? Sống để thăng tiến cơ thể, thăng tiến đầu óc mà mình hủy hoại đâu đem lại gì được mình đâu. Như vậy thì cái sự cân xứng là sự quan trọng. Rồi, hơi thở là chúng ta phải tập như thế. Chúng ta ngồi cũng được, sáng ngủ dậy chúng ta nằm chúng ta thở liền. Tại vì ban đêm sao? Ban đêm chúng ta nhiều người ngưng thở luôn kìa. Cái thở nó rất ít, oxy trao đổi quá ít. Thì sáng mình phải thở ra mạnh, ít vô, để cho cái hơi dơ trong bao tử nó ra, trong phổi nó ra. Thở mạnh ba hơi, xong đó ngậm miệng lại và chúng ta thở như hồi nãy, thở qua mũi, không thở miệng nữa nghe. Chỉ ba hơi đầu thở miệng, từ cái hơi thứ tư nữa đi 12 hơi nữa, rồi lên 24, lên 36 hơi là đều phải qua mũi. Cái mũi trời sinh ra để nó lọc không khí, để nó làm cho êm dịu.